Dr. Noguchi, phần 7, vị của bát cơm lúa mạch. Thật ra là em trai này của mình, lúc vừa sinh ra đã suýt bị đem cho làm con nuôi nhà khác. Hả? Isaka, việc đó là thế nào vậy hả? Như mình đã nói lúc nãy, người mẹ hiện giờ không phải là mẹ ruột của anh em mình. Mẹ không phải là người xấu, nhưng mối quan hệ máu mủ thì chỉ có mình và em trai này. Việc đó xảy ra khi em trai Achishi của mình vừa cất tiếng khóc chào đời. Cuối cùng thì cũng đã sinh ra rồi. Ba ơi, là con trai hay con gái vậy ạ? À? Là con trai. Mẹ ơi, làm được rồi. Mình đã đặt tên em là Achishi đi nha mẹ. Vốn sức khỏe yếu, mẹ mình khi vừa sinh được em trai Achishi thì đã qua đời. Mẹ ơi! Chẳng bao lâu sau đó, người mẹ kế hiện tại đã dọn đến sống ở nhà mình. Hả? Cho Achishi đi làm con nuôi? À, xin lỗi con, Kosaku. Như con thấy đó, nhà mình rất nghèo. Hơn nữa lại có thêm nhiều trẻ con. Nếu không thế thì không thể lo hết được. Vì vậy, dù không muốn cũng đành phải đem đi nhờ nhà khác nuôi giùm. Không, không được. Achishi, Achishi là em trai máu mủ duy nhất của con, nên không thể nào chia ly được đâu. Nhưng cô Saku à, nếu vậy con sẽ thôi không học tiếp cao đẳng tiểu học nữa. Nếu không học lên thì đổi lại em Achishi sẽ... Không được, con phải học tiếp để tương lai phải thừa kế gia nghiệp. Vì vậy, hãy hiểu với chúng ta, cô Saku à. Vậy, tụi con sẽ nuôi em. Con sẽ vừa đi học, vừa trông em. Vậy thì sẽ không làm phiền đến mẹ kế nữa. Vì vậy... Cô Saku, vì vậy hãy để con nuôi em Achishi nha ba. Nếu không gia đình ta sẽ chẳng còn ai. Vì vậy con van xin ba, đừng cho em Achishi. Là như vậy đó. Là vì tình anh em máu mủ ruột rà, mình đã cố gắng để em trai không bị đem đi cho nhà khác. Ra là vậy, nên mới đến nhà bên cạnh để xin sữa. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng tiểu học, mình sẽ kế nghiệp lữ quán này. Ước mơ của mình là được cùng với em trai làm cho lữ quán này phát đạt hơn. Vì vậy nên hiện giờ mình đang cố gắng học. Là như vậy sao? Mình không biết Isaka đã khổ sở đến như thế, vất vả như thế mà vẫn đi học. Sesaku, không ăn đi hả? Thời gian không còn nhiều, nào ăn đi thôi. Isaka, hả? Bạn vất vả quá. Bạn không cảm thấy cực khổ quá sao? Cũng có khi cảm thấy như vậy. Nhưng sao? Những lúc đó, mình nhớ đến lời mẹ mình khi còn sống đã từng nói. Không nên để cảm xúc khi đau khổ tạo nên bóng tối. Như vậy chỉ làm cho bóng tối càng nhiều thêm. Nên suy nghĩ tích cực mà sống thì sẽ tốt hơn. Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai, chỉ cần có hy vọng thì sẽ vượt qua. Mình thật là ngốc, chỉ vì chuyện miếng chả trứng chiên bị vứt đi mà. Dù nhà mình nghèo thật, nhưng tâm hồn mình không thể hèn đến thế. Isaka, mình hỏi một câu được không? Hả? Mình xem bạn là người bạn thân, còn bạn nghĩ sao về mình? Chắc chắn rồi, mình cũng xem bạn là bạn thân của mình. Ăn nhanh đi Sesaku, đói bụng lắm rồi hả?
Ngon không Sasaku? Ngon lắm. Mình không biết vị của chả trứng chiên như thế nào, nhưng nó không thể nào sánh bằng bát cơm lúa mạch mà Isaka đã nấu cho mình. Thực sự ngon lắm. Làm thế nào mà Sasaku có vẻ đã khỏe khoắn trở lại nhỉ? Tốt lắm, thật sự tốt lắm rồi đó. Sasaku à, thầy Kobayashi Sakae này đang rất vui mừng đây. Gì vậy? Thầy lại... Nào ăn cơm trưa thôi. À, đói bụng rồi. Nhưng mà Isaka, mình hôm nay cũng đến nhà bạn ăn cơm trưa, thật sự không sao chứ? Đừng ngại mà Sasaku. So với việc ăn một mình thì ăn chung với Sasaku còn tốt hơn, sẽ thấy ngon hơn nhiều. Cảm ơn Isaka. Sasaku. Yoshioka. Noguchi, như hôm trước đã hứa, tôi có mang theo chả trứng chiên đây, cho cậu ăn miếng nhé. Sasaku. Á, tệ quá, lại lỡ làm rơi mất rồi. Nếu như vậy cũng ăn được thì cứ nhặt lên đi. Sasaku. Đi thôi Sasaku, mặc kệ bọn họ thì tốt hơn đó. Sasaku. Hả? Thì ra chả trứng chiên cũng ngon đó chứ nhỉ? Cảm ơn Yoshioka cho tôi thử nhé. Nào Isaka, đi thôi. Sasaku. À, nhưng mà Yoshioka, không phải nói gì chứ. Thức ăn thì đừng nên xem thường, lãng phí lắm đó. Nó Isaka. Hả? Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Thời tiết đẹp vậy mà mình bận tâm suy nghĩ những việc linh tinh thì thật đáng tiếc. Hôm nay cũng phải phấn chấn lên. Sasaku. Nào chúng ta cùng đi, rồi thì chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến thôi. Hết phần 7, vị của bát cơm lúa mạch. Tóm tắt phần 7, vị của bát cơm lúa mạch. Đúng là của cho, không bằng cách đem cho hen các bạn. Dù là món ngon mà phải nhặt lên ăn, sao bằng bát cơm lúa mạch nghèo nàn mà ấm áp vị yêu thương. Hoàn cảnh của Isaka đúng là khiến chúng ta phải xúc động và cảm phục không kém. Mẹ vừa sinh em thì qua đời, nên Isaka xin cõng theo em bé đi học vừa trông em, để cha và mẹ kế không đem cho em bé cho nhà khác. Qua câu chuyện của Isaka, chúng ta học được thái độ sống tích cực, lạc quan. Qua cơn bị cực tới hồi thái lai, chỉ cần có hy vọng, cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn. Cuộc sống và việc học tập của đôi bạn Isaka và Noguchi có thực sự tốt đẹp hơn không? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn xem tiếp phần 8 tập 2, cuộc gặp gỡ không thể quên. Dự kiến công chiếu trong tháng 7 2020 trên kênh YouTube này. Mời các bạn nhớ đón xem. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh, like, chia sẻ để ủng hộ việc phát hành các tập tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn.